triệt phá sòng bạc tiền tỷ, 12 dân Anh trị cụm cán ở Đồng Nai bị tóm. Trong số 18 người bị bắt giữ tại sòng bạc thì có tới 12 con bạc thuộc giới anh chị từng có tiền án, tiền sự. Ngày 21 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá sòng bạc liên tỉnh, bắt giữ 18 người. Theo đó, sau thời gian tổ chức mật phục theo dõi, chiều ngày 19 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Tổ công tác 161 và Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ 18 người đang tổ chức đánh bạc tại một căn nhà tổ 10, 3, khu phố 4, phường Tân Hiệp. Tại đây, công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt dùng để đánh bạc và một số bộ dụng cụ phục vụ cho hành vi đánh bạc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định sòng bạc trên do băng nhóm Vũ Công Nam, tự Nam Bánh Đa Cua, 45 tuổi, Nguyễn Văn Công, tự Công Cầu, 43 tuổi, Dương Văn Bằng, tự Bằng Heo, Nguyễn Trí Thức, 26 tuổi và Nguyễn Tất Luận, 40 tuổi, cùng ngụ ở thành phố Biên Hòa đứng ra tổ chức để thu tiền sâu. Được biết đây là băng nhóm cộng cán trên địa bàn. Sòng bạc này tập trung nhiều con bạc là dân anh chị với 12 người đã có tiền án, tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và nhiều người từng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Băng nhóm này hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp, phạm vi rộng ở nhiều tỉnh, thành và rất tinh vi. Các nghi can sử dụng những ngôi nhà kiên cố, được thiết kế lắp đặt nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, gắn camera xung quanh, bố trí màn hình để quan sát trực tiếp và người cảnh giới bên ngoài nhằm đối phó lực lượng công an. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định.